Chiều ngày 3 tháng 2, Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Đông Triều đã tổ chức trao 90 xuất quà hỗ trợ của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã An Sinh, Thủy An, Nguyễn Huệ và Bình Dương. Theo đó, 25 xuất quà được bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ xã An Sinh, 25 xuất quà được bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ xã Thủy An, 20 xuất quà được bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ xã Nguyễn Huệ và 20 xuất quà được bàn giao cho Hội Chữ Thập Đỏ xã Bình Dương. Sau đó, Hội Chữ Thập Đỏ các địa phương sẽ trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các xuất quà trị giá 45 triệu đồng. Những hộ khó khăn thuộc đơn vị An Sinh, khi nhận được cái tấm lòng của Trung ương Hội, Hội Chữ Thập Đỏ huyện, rồi của thị xã, rồi các cơ quan chức năng đã quan tâm đến bà con nhân dân trong dịp cuối năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái bối cảnh hiện nay là trong tình hình Covid, các cấp đã quan tâm đến bà con nhân dân của địa bàn xã An Sinh. Thế thay mặt cho bà con thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự tình cảm đến bà con khó khăn đơn vị An Sinh. Chúng tôi rất là xúc động và cũng rất là phấn khởi. Trong cái lúc mà dịch bệnh nó khó khăn như thế này mà chúng tôi lại được nhận những cái tình cảm cũng như là những cái món quà mà ở đây chia sẻ cùng với khó khăn của chúng tôi thì chúng tôi rất là cảm ơn ạ. Mỗi phần quà chủ yếu là nhu yếu phẩm như mì tôm, dầu ăn, bánh kẹo. Với những phần quà nghĩa tình đã thể hiện sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ từ Trung ương đến địa phương, góp phần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, động viên kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19.